Đây chẳng cháu trước của em thì đứt cũng gần hết, nó chỉ còn khoảng độ 30%. Sụn chêm nó mà bị mất đi nữa thì mình có làm bằng trời đi chăng nữa nó cũng không thể đầy cái sụn chêm lại. Nếu như bạn mổ thành công là một này, và bạn tập phục hồi tốt này, cơ địa của bạn tốt này, vật lý trị liệu phù chức năng tốt này, tiêm huyết tương dược cầu định kỳ tốt này, thì hoàn toàn nó thậm chí nó chắc hơn cả cái dây cũ nhiều. Tư thế hôm đầu tiên nó chấn thương đấy là cái tư thế của em, kiểu em đạp bóng thì đúng cái chân nó hơi lật sang này để đạp vào chân này, để kiểu lấy trụ để đẩy sang bên này thì nó bị. Thế là chân này là cái chân trụ hay là chân này là chân trụ? Chân trụ. Thế là hơi vặn chân. Vâng. Trước là nó chân nó ở dưới đất nhưng mà nó hơi vặn người, vặn cái chân này sang. Kêu bố phát ở trên gối. Đúng rồi, nghe tiếng nó nghe một cái tiếng nó crack cái, em thì em nghĩ là kiểu chỉ là bị kiểu tí thì đụng chạm thế thôi. Đau, xong rồi về thì bạn em bảo về trường đá chứ biết, xong cứ băng lại xong rồi. Thì em dừng lại đến đúng 6 tháng thì em thấy thôi. Em thấy đi bộ được, bình thường không bị đau. Thì lúc em thử đá lại một trận thì đá một trận phát lại nằm tiếp thì thôi em bỏ luôn bây giờ. Nhưng mà trong thời gian rồi thì em vẫn có đạp xe. Không biết là có bị ảnh hưởng gì không, có liên quan gì vì đấy bị dây bị thêm cái sụn chêm không. Thì em kiểu em muốn hỏi là xem là có phương án xử lý cái này. Chẳng chẳng trước của em thì đứt cũng gần hết, nó chỉ còn khoảng độ 30%. Trong này là nó tương đối 30%. Đây chẳng cháu sau của nó khá là trùng này. Đó. Còn cái vấn đề ở đây này, nó có cái sụn chêm. Phải, nó rách cái sụn chêm một chút xíu. Nó một chút xíu thôi. Thực ra đấy, như vừa rồi anh muốn nói, anh chia sẻ với em ấy, thực ra anh có rất là tiếc nếu như mà em mà không bị sụn chêm này ấy, thì có thể là em sẽ không cần phải phẫu thuật. Anh sẽ bảo tồn, điều trị bảo tồn cho em để em có thể là chơi được lại. Đó. Nếu như để mà có thể chơi được lại thể thao thì tốt nhất là nên phẫu thuật để cho chắc cái dây chẳng lại. Còn nếu như mà không muốn chơi thể thao thì có thể bảo tồn được vì cái sụn chêm nó bị cũng một chút xíu thôi. Nhưng mà nó không do mình điều trị theo cái hướng bảo tồn đó thì nó cũng sẽ không thể nào mà nó chắc được hẳn như là mình phẫu thuật để thay một cái dây mới thì to hơn. Đó. Vì cái dây này thì đương nhiên là vẫn một cái dây, ví dụ như là một cái dây này của mình có 10 sợi rồi. Bây giờ có đứt nó 7 sợi rồi, đúng không? Đứt 7 sợi rồi. Thì bây giờ mình sẽ làm cho bạn nó liền được cỡ khoảng độ thêm được mấy sợi nữa. Nó sẽ mấy sợi nữa, tương đương nó chỉ khoảng đứt khoảng 7% thôi. À, đứt khoảng 30% thôi, không phải là 7%. Tức là thêm khoảng 30-40% nữa. Đấy. Nhưng dù sao nó vẫn cứ nhỏ, nó chỉ có 7% thôi. Mà trên khi đó lại nó lại là nó bị tổn thương sụn chêm nữa, dù sao gối nó vẫn lỏng, nó vẫn biết ra biết vào, nó làm hỏng sụn chêm. Còn nếu như bạn phẫu thuật ấy, thì cái dây mới của bạn ấy nó to gần gấp rưỡi là cái dây cũ, nó to hơn đấy. Dây từ gân hay là lấy từ gân, đó, nó to hơn luôn. Nếu như bạn mổ thành công là một này, và bạn tập phục hồi tốt này, cơ địa của bạn tốt này, vật lý trị liệu phù chức năng tốt này, tiêm huyết tương dược cầu định kỳ tốt này. Thì hoàn toàn nó thậm chí nó chắc hơn cả cái dây cũ nhiều. Đấy. Nên chỉ có cái là đương nhiên là sau khi phẫu thuật thì bao giờ nó cũng có những cái mà gọi là thoái hóa thứ phát sau phẫu thuật thôi. Đó. Nó chuyện đến rất là bình thường. Nhưng bây giờ thì mình cũng đã có phương pháp tiêm huyết tương dược tủ cầu rồi. Để cho nó trẻ hóa dần ra theo năm tháng thì vẫn ok rồi. Mình không nói. Tức là cái đấy mình có thể làm được. Còn nếu như mà sụn chêm nó mà bị mất đi nữa thì mình có làm bằng trời đi chăng nữa nó cũng không thể đầy cái sụn chêm lại. Mặc dù là kể cả mình có tập thật tốt, mình có tiêm huyết tương dược tủ cầu thật tốt đi chăng nữa thì nó vẫn cứ hỏng đi theo năm tháng, nó hỏng nhanh hơn cái mà khi mà nó không mất. Cho nên là thực sự mà nói như trường hợp của bạn thì mình khuyên là nên phẫu thuật. Cho dù sụn chêm của bạn bị rất ít thôi, khi phẫu thuật vào bên trong các bác sĩ cũng có rất là nhiều khả năng là sẽ không can thiệp vào cái sụn chêm của bạn đâu. Rất lớn luôn. Bởi vì tiêu chí tại sao của bạn nó ở tứ đường ba ngoài cái vùng. Thì trên lý thuyết của nó là phần mang ngoài là nó có máu nuôi dưỡng, nhưng thực ra mà nói thì nó lại nhưng thực ra mà nói thì bạn để đến 2 năm rồi nó cũng có liền đâu mà máu nuôi dưỡng luôn mà khi bạn chưa làm gì đó thì nó không liền được. Nhưng dù sao thì đây này, cái sụn chêm trong đây nhá, cái sụn chêm này đây là cái lòng đĩa này nhá. Đấy, cái đĩa của nó đây, sụn chêm người ta chia làm ba vòng khác nhau này. Đó, vòng này này, từ đây đây một phần mang ngoài này, thêm một đường kẻ nữa trong này nữa. Đấy, đúng không? Chỗ này là 1/3 giữa này. Trong này là 1/3 trong. Đây là 1/3 ngoài này. Đây bạn, tức là bạn bị ở cái khu này, hết ở cái khu này. Nó vẫn ở đây thì dù sao cái lực tỳ lè của nó vẫn ít thôi, nó không nhiều.
Thì có khả năng khi phẫu thuật vào bác sĩ cũng sẽ không can thiệp vào đó. Thì cái tiêu chí bây giờ là bảo tồn sụn trên một cách tối đa, trừ khi nó bị tổn thương quá nhiều hoặc nó rất rách các thứ để kháng tìm khâu lại hay là tạo hình lại thôi. Còn nếu ở chất độ bình thường thì để bảo vệ nó, bởi vì nó rất là quan trọng. Nó mất đi cái nào là nó mất đi đấy thôi. Như cái của bạn thì cần để cho dây chằng nó chắc lên. Nếu dây chằng không chắc là nó sau cả ngày nó đã học thêm cái sụn rất là phiền. Và hơn thế nữa thì bạn còn trẻ này, chắc chắn bạn phải chơi thể thao chứ không thể nghỉ được. Mà bạn đã từng chơi rồi thì bạn không thể nghỉ được đâu. Vì nó là đam mê rồi, mà không chơi thể thao nó hỏng người đi á. Nó hỏng từ chân hỏng ra mà cái đấy mới phiền, chứ còn nó hỏng những cái thứ này nó chả là cái gì cả. Cơ xương khớp của mình thì thực ra nó chả là cái gì đâu. Cái quan trọng hoàn toàn từ trong người ra hay là chơi thể thao được cái đầu nó tốt lên. Đó, vấn đề nó là như thế, mà khi không chơi thể thao cái đầu nó hỏng đi. Chả làm được cái gì. Chả lắm nhỉ. Bảo bây giờ mà Tuân thì đang trận, đang mừng lắm rồi. Tốt nhất là nên như thế, sẽ an toàn nhất. Sau khi mà mổ xong ấy thì sau khi bắt đầu là mình cắt chỉ với vết mổ khô này khác tất cả các thứ thì mình đi phục hồi chức năng và lý trị liệu phục chức năng. Sau đó thì mình tiêm huyết tương tiểu cầu định kỳ trong vòng, người ta có cái chỉ định là sau khi phẫu thuật nội khớp xong khoảng được từ trong vòng 1 năm đầu ấy thì sẽ cần khoảng độ tiêm khoảng từ 5 đến 6 lần thì cho cái việc này nó hoàn thành tổ chức cũng như giống như là nó lành những cái mảnh ghép, hạn chế tối đa cái việc mà thoái hóa khớp rồi là sau những các thứ rất là tốt. Như thế là tốt nhất cho em thì đang sợ đấy, xem mình cái để lâu mà không biết sợ tổn thương độ mấy thì nguy hiểm quá, nó hỏng nó sụn trên phí lắm. Cái đấy mới là vấn đề lớn. Ok, cảm ơn anh.